Hello, xin chào các bạn. Chúc một ngày mới vui vẻ và an lành. Chúng ta lại gặp nhau trên những cái cung giờ quen thuộc của bạn. Hôm nay thì Nam Thu sẽ làm một clip nhỏ thôi. Sẵn dịp mình ghép cây á, thì thôi mình làm clip mình chia sẻ cùng các bạn. Hôm nay mình sẽ ghép me mai con các bạn. Đây là cây mai giống của mình đây. Mình lấy từ cái giống của cây mai trắng này. Bây giờ bắt đầu mình ghép vô những cây mai mai dảo á, mai dảo lúc trước mà Nam Thu đã ôm hạt xong rồi trồng được cũng thời gian này cũng được 4-5 tháng rồi. Nay cây mai con nó phát triển rất là tốt bạn. Nói chung là mình cũng muốn có một cái cây mai trắng hoặc là một cái cây mai đại lộc mà mai vương thủy, nhưng mà khi mà các bạn trồng mai trắng thì nó ra cái hột á, chưa chắc là mai con nó giống nó. Thôi bây giờ thì Nam Thu quyết định mình sẽ phá cây mai đi, mình ghép cây mai trắng vô. Cây mai trắng á, cây mai mai ghép á, khi các bạn ghép từ cây mai con nhỏ như thế này đây, mình ghép vô gốc nè, thì sau này nó lớn lên nó gần giống như mai nguyên thủy. Tại vì khi mà cây mai ghép á, các bạn ghép cái thân càng già thì cái nhánh ghép nó càng yếu đi, còn các bạn ghép lúc còn nhỏ vậy nè, mình cực công mình chăm sóc, nhưng mà được cái là cây mình có được một cây mai nó gần giống như mai nguyên thủy. Thì giống như là nhà vườn đó các bạn, nhà vườn họ thường là họ trồng cây sầu riêng nè, cây xoài đồ, mấy cây cam đồ á, họ cũng ghép chứ, họ trồng hộp như thế này, họ cứ lấy những cây như cái sầu riêng đó, họ trồng những cái hộp tạp á, xong bắt đầu cái họ đưa vô họ ghép lúc còn nhỏ, thành ra cái cây nó có cái tuổi thọ sống rất là cao, nó nhỏ mà thì nó dễ liền thân á. Để thôi giờ Nam Thu sẽ tiến hành Nam Thu ghép ha, ghép xong Nam Thu chia sẻ cùng các bạn. Tất nhiên là ghép thì nó rất là dễ, rất là đơn giản rồi, ai làm cũng được. Nhưng mà vui mà, mình vừa làm mình vừa tán gẫu cho vui. Giờ cái Nam Thu sẽ đi lấy bo ha. Đây các bạn, đây là Nam Thu sẽ lấy cái bo của cây mai trắng này nè. Đây là cây mai trắng. Các bạn thấy cái mai trắng thì nó có những cái lá nó lấm đốm như thế này ha. Còn cái mai này không biết là cái mai này Nam Thu lấy hộp từ bên Thủ Đức á, cái mai dảo Thủ Đức nè. Nhưng mà giờ tự nhiên mình hứng thú lên cái mình muốn ghép mai trắng cho nó. Mình muốn tạo thành cây mai trắng xin đó mà. Nguyên thủy. Bây giờ mình tiến hành ghép đây. Đây là Nam Thu sẽ ghép cây này bằng tất. Nam Thu sẽ ghép nhánh nha bạn, nhánh. Thân này á, cái thân cây này thì bây giờ mình sẽ cắt bỏ đi bạn ha. Cắt bỏ từ ngay này nè. Cắt bỏ đi. Rồi. Cái nhánh ghép này á, thì nó cũng đơn giản thôi. Các bạn hãy dùng cái bo nè. Dùng cái bo của cái nhánh á, cái nhánh mai với mai trắng á, để bạn vuốt nó xéo nó, xéo này đây. Bây giờ thấy các bạn, mình thấy các bạn. Và nó làm cái niêm ha, ghép vát hai bên vậy nè. Rồi cây bên đây thì mình sẽ ngay chính giữa các bạn, sẽ cái thân bên giữa này. Dưới cách ghép này nó thành công rất là cao, và đồng thời cái mắt ghép đó, nó cái cây đó bạn, nó khi mà tại vì cái mai nhỏ này nó còn nhỏ mà mình ghép kiểu này thì nó sẽ liền thân rất là nhanh. Quên cái tay chè bạn thấy ha. Đây nè, để như vậy. Nãy quên lấy cái kiến kia cho nó sáng, cái kiến này nó hơi tối các bạn. Kiến này tại Nam Thu ở nhà Nam Thu xài mấy kiến rồi. Đó. Mình nó thì mình cũng không chuyên nghiệp, lâu lâu mình làm lần, thành ra khi mình làm cái thao tác của mình á nó không được nhanh. Không được nhanh như những người mà chuyên nghiệp á. Chuyên nghiệp mà họ ghép cái này là 1 phút 30 giây là xong thôi. Đấy, đây. Cho xuống sâu một tí nữa, cái này nó hơi nông quá mình. Nông quá. Đây, các bạn thấy không? Vậy là xong rồi các bạn, rất là đơn giản ha. Đây, nào các bạn cho cái mối ghép cái này đây. Cái mắt á, xong các bạn bắt xéo cái thân này nè, như đây nè. Thu làm lại bạn xem ha, thân như vậy nè.
bạn cứ làm xéo vậy nè, à, xéo đây một cái, à, xéo một cái vậy, à, à, xéo một cái vậy đó, mình niêm nó vô, chọt nó vô cái này xong, giờ bắt đầu tôi lấy con cao ha, lấy cái dây đừng quấn lại. Cái đồ móng manh này nhỏ nhỏ vậy đúng là mới là nghề của mình, nghề thôi thì chỉ biết cái nghề chỉ cầm búa cầm đục thôi, làm mấy cái này thấy không phải là nghề của mình. Bó này cho nó chặt lại, cho nó ôm lại bạn, cho nó dính lại, cho cây nó dễ dính lại. Rồi, rất là xong, rất là đơn giản ha, rất là mau, rất là lẹ thôi, chút xíu là xong thôi. Rồi, xe lại. Rồi, xong. Giờ các bạn sẽ lấy cái túi ni lông ha. Túi ni lông các bạn chụp nó lại. Các bạn thấy cái mầm non này là nó nhú ra là mình nó đã lá rồi, là mình tháo bóc từ ra. Rồi xong rồi, rất là đơn giản mà ha, làm cái cũng nhanh mà, làm trong vòng cũng khoảng mấy phút đây, 8 phút. À, đó Lâm Thu từ lúc mà quay cái phim lướt ra ngoài xong quay vô nó thì bây giờ hiện tại là 8 phút đã xong rồi. Cái đó là người không chuyên nghiệp á, nếu mà các bạn mà chuyên nghiệp á, các bạn mà đi chiết đi ghép một cái cây này, các bạn Lâm Thu nghĩ các bạn ghép trong vòng khoảng chừng 3 phút, không tới 3 phút nữa, vậy là xong. À, khi mà ghép xong rồi á thì các bạn vẫn tưới nước bình thường ha, mình để cây nơi mát á, để cây nơi mát xong mình tưới nước cho nó. Khi mà các bạn thấy cái lá của nó, bắt đầu những cái lá nè, nó cái mầm non nó nhú lên, nó dài ra, các bạn nới tháo bọc bê lông ra. Nhưng mà khi mình tháo ra, mình đừng có mở vội mặt, mình tháo nới ra thôi, để cho không khí ngoài nó lùa vô, không có hơi nóng ngoài nó lùa vô, từ từ cái nó quen rồi, nó ngày hôm sau bắt đầu mình mới tháo hẳn cái bịch ra. Chứ nhiều lúc các bạn cứ kiểu như nôn nóng mình tháo hẳn cái bọc ra một cái do cái khí hậu nóng bên ngoài nó sẽ làm cái lá mai non nó bị cháy cái lá mai của nó. Bây giờ thì lá mai nó nằm trong đây nè, thì ngày hôm sau nó sẽ ra cái hơi nước nó nằm trong cái bọc này, nó làm cho những cái bọc này, cái nhánh này lúc nào cũng mát hết trơn. À, đơn giản ha, nếu mà bạn ghép được như vậy thì bạn sẽ có được một cái mai phải nói là gần như là 90% là mai nguyên thủy mấy bạn. Tại lúc mình ghép còn nhỏ đó, cái thân của nó liền với nhau là mấy cái phần gỗ giữa cây mai chủ á, với cái mai ghép nó liền với nhau rất là nhanh, tại nó nhỏ mà. Rồi giống như người ta mà lúc còn mấy em bé xương nó liền nhanh hơn mấy người già, đúng không? Thành ra những cái mai lớn khi mà ghép á, thường thường nó những cái mấy nhánh mai già nó để là cái mắt không đẹp. Còn nếu chơi mai vậy thì bảo đảm mấy bạn là khi mà nó lớn lên thì ít ai phát hiện được lắm, nói là cây mai nguyên thủy hay là cây mai ghép vậy ha. Thì Lâm Thu cũng làm cái clip nhỏ nhỏ này chia sẻ cùng các bạn đó. Hôm nay Bảo tới các bạn ơi,
làm ngồi chút xíu thấy trời nắng chang chang vậy á, là vừa ngồi chút xíu bắt đầu cái rỉ rỉ mưa nữa rồi, bực mình ghê á. Đó, thôi cũng nói lời tạm biệt với các bạn. Nếu các bạn thấy cái clip này hữu ích, phù hợp các bạn cho tôi like, hoặc các bạn là chưa subscribe á, thì hãy subscribe để nhận được những clip mới nhất từ Nam Phu ha. Bye bye các bạn. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Bye bye bạn nhé bạn.